Ok, đối thủ Englund. Anh đánh phong thủ Pháp. Lên mã. Làm cái gì đấy? Nguy hiểm thế. Nhập cho an toàn đi. Đuổi phát xem đi đâu. Lao hậu lên đấy. Lại về. Đẩy tốt lên. Về đấy á. Lên vua cái đi. Lao mã lên. Dạ. Giữ thôi. Cho thấy là đen lại lùi hậu về để tấn công tốt. Mình lại phải giữ. Đẩy tốt lên. Bây giờ quân mã có thể kiểm soát con này hay cho tượng kiểm soát này. Đẩy lên ăn ăn. Lùi lại. Bây giờ mình lên tượng đây, khả năng là đen lại đưa hậu vào đây. Mình lại phải lên hậu giữ và tốt ăn tốt. Thôi, đẩy lên cho an toàn. Bắt đầu hơi khó khó rồi đấy. Đây rồi. Ôi chết rồi, mất tốt rồi. May quá, không nhìn thấy. À đây, vẫn mất. Chủ. Không ăn. Chơi đi. Cao thủ Englund. Sau mình sẽ lao mã lên thôi. Con tượng này đúng là phế, bị chặn bởi chuỗi tốt, không làm ăn gì được. Chỉ có mỗi ra đây thì còn có cơ tấn công ở đây. Nhưng mà mình sẽ lên xe giữ. Thế là xong. Con xe này cũng phế, hai con xe của hai bên rất phế. Bây giờ mình phải lao mã lên, mã ăn vào tốt ăn lên thì mã chạy mình sẽ ăn được xe. À đây lên vua rồi. Thế thì cũng khó. Lên vua của hậu giữ rồi, mình cũng không ăn được. Về đấy.
Kể ra ăn luôn được, con tượng này yếu. Đổ nốt cả hậu. Vâng. Đồ đánh quá khó chịu. Chơi đi. Rồi, ăn thì mình có tốt thông. Khả năng là đen sẽ không ăn. Khi đó mình sẽ lắp xe ra và mình chiếm cột mở duy nhất. Ở đây đổi lại thì bên trắng có thể phát triển theo tượng bằng cách tấn công tốt ở C2. Đúng là như vậy. Anh không hề vớ vẩn. Nhưng thôi đành phải chấp nhận thôi. Vào hậu. Tốt vào chuẩn bị nước chiếu. Rất hay. Rồi mình phải chạy xe để tránh nước chiếu bắt xe. Vẫn chiếu như thường. Rồi bây giờ thì tốt này sẽ đẩy lên. Vua thì đang bị ghim. Hậu ăn hậu thì mình sẽ ăn tốt sao. Ăn xe xuống nhỉ. Tốt lên chứ. Nhưng khi đó thì xe của đen lại lấp vào. Khó. Đẩy xuống ăn hậu rồi đi ăn xe vào đi. Xe lấp vào tại vì tượng của mình cũng bị chặn bởi chuỗi tốt rồi. Cho nên là cũng không làm ăn gì được. Vào xe đấy. Ăn vào đây. Đẹp rồi, đẩy tốt xuống là thắng. Xuống vua. Đẩy xuống. Lấp xe. À đây, lấp vào đây. Hay đuổi xe trước nhỉ. Còn 32 giây nhé. Rồi đen phải hy sinh xe rồi. Bằng cách là lấy tốt ăn đây, mình ăn đây. Sau đó xe bắt hai con tốt bên này. Phong hậu bằng tốt này. Chiến thuật xe như vậy. Còn đây là nước sai lầm của đen. Chiếu bắt xe. Nước sát thủ của GTC. Rồi. Đấy nhá, các bạn xem lại xem là có phải chấp nhận mất xe không. Đây ví dụ ăn đây đi. Ăn đây, ăn đây. Ăn đây, đấy. Thì mình sẽ đẩy tốt thông lên. Con tượng này cũng chưa làm gì được. Ok, bàn thắng thuyết phục của GTC.